Yến ơi, có ở nhà không Yến ơi? Ủa Mai, đi đâu lâu quá không gặp. Bữa nay tôi mới nước ngoài về. Mẹ nghe nói á, bà chưa có người yêu phải không? Sao biết hay vậy? Tôi dắt cho bà một anh nè. Ai? Hai hai. Hai sớm. Welcome. Welcome. Thank you. Ok. What is your name? Hiểu không? Mà hiểu không? Hiểu, trời mấy cái này dễ mà. Ăn cơm rồi, no rồi, no. What? Ủa, sao anh ta? Phải không? What is it? Đây là hỏi, ông hỏi gì vậy? Bà tên gì? Tên gì ạ? Em tên Yến. Em tên Yến. Còn anh? Anh tên gì? Bà hỏi ảnh đi, hỏi anh đi. Michu. Michu. Dạ. Yến, Michu. What is your name? What is your name too? Đi. Đi. Ok, đi, đi, đi. My home. Very good. I like it. Nice. So hot. So hot. Thấy nóng. Nóng rồi sao? Mời nước đi. Ok, quên, nãy giờ quên, để đi múc nước chú nha. Ok. Trời ơi, nước ở đâu bây giờ? Nước tắm. Nước nè. Nước này á là thiên đình, ở trên thiên đình rớt xuống. Ngon lắm. Very good. Ok. Dạo này sao rồi, công việc sao rồi? Thì tôi làm ăn khá mới về thăm bà nè. Ok. Làm ăn cũng được hả? Ừ. Có người yêu chưa? Chưa. Ý. Cái gì? Bà cho ông uống nước gì vậy? Nước mưa. Thiên đình. Trời ơi, ông đau bụng rồi kìa. Ủa, quá trời sao sao giờ sao? Toilet ở đâu? Toilet. Nó quét không. Quét không. Go. Tốt. Ok. What? Ở đây có cái cầu này thôi à? Không có cầu gì khác đâu. You ok. Ok. Yến, tôi đã mắc nhà trai cho bà mà. Sao bà làm kỳ vậy? Trời ơi, dưới quê tôi uống nước mưa hoài có sao đâu. You ok. Ok rồi, kiểm vô đi. You like me? Ê, ổng like tao rồi mày, lỏng đích tao đúng không? Chúc mừng bà nha. You có muốn ở lại đây với mày không? Home. I miss my mom. I need to go home. Ủa, gì ổng nói gì vậy? Là ổng nhớ mấy ổng đó. Ổng muốn về thăm mẹ ổng. Ủa, sao kỳ vậy? Tại bà á. Ủa, Du. Đừng bỏ mi mà Du.